Trên kinh doanh dạy bảo chúng ta Cương lĩnh của sự tu hành Đây là tổng cương lĩnh của tịnh tông Pháp Bồ Đề Tâm Nhất hướng chuyên niệm A-di-đà Phật Câu nói này nói rất đơn giản Nhưng hàm ý ở trong câu nói này Thì quá sâu quá rộng Nếu như chúng ta nhìn chữ đón nghĩa Vì thì, thì đã cực kỳ sai lầm chúng ta đến khi nào thì mới đem bộ sách này đọc thông được đọc hiểu được chân thật đạt được những công đức lợi ích mà trong quyển sách này đã nói thế nào là tâm bồ đề thế nào là pháp bồ đề tâm tâm bồ đề là chân tâm chân tâm cần phải phát hay không phải tại vì sao phải phát bởi vì chân tâm đã bị phiền não tập khí của chúng ta che đậy rồi chân tâm giống như mặt trời vậy mặt trời không cần phải phát ánh sáng nhưng mà hiện tại thì trời âm u các bầu trời đều là mây đen đã gây chướng ngại cho tất cả ánh sáng của mặt trời rồi Vì nên mới phải phát Mây đen Là một loại hiện tượng Hiển hiện Ở trên mặt đất của chúng ta Quyết định không phải là mặt trời Không liên quan tới mặt trời Việc này thì hiện tại chúng ta rất dễ hiểu Tại vì sao? Hiện nay chúng ta ngồi máy bay Bay lên phía trên tầng mây Bên trên mặt trời rất sáng Chúng ta vượt qua tầng mây Thì nhìn thấy được mặt trời Do đó và thấy Chân tâm của chúng ta Cũng giống như là cái mặt trời Không có phiền não Không có vọng tưởng phân biệt chấp trước Vọng tưởng phân biệt chấp trước Là từ trong vọng tâm mà sanh ra Cái đạo lý này chúng ta phải thấu đáo Phát tâm bồ đề Chính là phải phát khởi chân tâm Cách để phát chân tâm như thế nào? Phật ở chỗ này đã dạy chúng ta rất nhiều, rất nhiều phương pháp. Ở trong rất nhiều phương pháp, quan trọng nhất là đoạn ác tu thiện. Phải từ chỗ này mà làm. Đâu là ác, đâu là thiện Phật đã nói cho chúng ta một cái tiêu chuẩn đơn giản nhất Mười điều Phân thành ba loại thân khẩu ý Thân thì không sắc xanh Không cầm cấp Không tài dâm Ba thiện của thân Tại vì sao? Sát cái ý niệm này là sân khỏe Tâm sân khỏe Trộm cắp trong cái ý niệm này Tâm tham Ở trong dâm dục Là tâm ngu si Tham sân si đang quấy phá Cái tâm này không đoạn dứt Thì nó sẽ ra chướng ngại Chướng ngại chân tâm của bạn Chướng ngại bổn tánh của bạn Chướng ngại trí huệ của bạn Chướng ngại đức năng của bạn Chướng ngại tướng hảo của bạn Cho nên Phật dạy chúng ta Phải đem ba điều này đoạn trừ Không sát sanh không những là không thể được giết hại một chúng sanh nào Bất kỳ một chúng sanh nào Vì ta Mà sanh phiền não Ta đều có lỗi lầm Khiến một chúng sanh nào Không được như ý Khiến một chúng sanh nào không có cảm giác an toàn Thì Ý niệm sân hận của chúng ta Vẫn chưa đoạn Phải đoạn sạch sẽ mới được Ở chỗ này thì công phu tận bậc Có rất nhiều Không trộm cấp Nhất định phải làm được Nhất định không có mảy may Cái ý niệm chiếm lấy tỷ nghi của người khác Vì sao vậy? Có một chút ý niệm chiếm tỷ nghi của người khác Tâm trộm của bạn chưa đoạn Tuy rằng không có hành vi trộm cắp Nhưng mà ý niệm của bạn chưa đoạn Phải từ ở chỗ này mà hạ công phu Khôi phục tự do của chúng ta Khôi phục tự tại của chúng ta Các vị phải hiểu được Bạn chỉ cần có phiền não Bạn chỉ cần phiền não tập khí không đoạn thì cuộc đời của bạn không tự do Thì bạn không tự tại Vì sao vậy? Sân không biết từ đâu mà đến tử không biết sẽ đi gì đâu Thì bạn tự do tự tại ở đâu chứ Con người quyết định phải trí huệ giống như Phật Bồ Tát vậy Biết được quá khứ, biết được vị lai Biết thế giới này, biết thế giới khác Biết được ta từ đâu đến, tương lai ta sẽ đi gì đâu Được đại tự tại cái năng lực này là bản năng của chúng ta không hiếm là một chút nào mà chỉ là bản năng của chúng ta bị phiền não tập khí nghiệp chướng của chúng ta chướng đã mất rồi chúng ta đi như đem những nghiệp chướng tập khí này đào thải đi xả bỏ đi thì năng lực của chúng ta sẽ hồi phục bạn có thể buông bỏ một phần thì bạn khôi phục một phần buông bỏ hai phần thì bạn khôi phục hai phần buông bỏ một hai phần lòng tin của bạn liền đầy đủ quả nhiên như vậy tốt cho bản thân thật sự hữu dụng giáo vốn của nhà phật tôn chỉ của ngài là phá mê khai ngộ liền khổ được vui ta thật sự đã liều khổ thật sự được vui bạn càng học càng có lòng tin vì sao vậy? Khổ ngày một giảm đi Mỗi năm mỗi giảm Vui ngày một nhiều hơn Mỗi năm một tăng lên Phiền não giảm Trí huệ tăng trưởng Ở chỗ này mới là cái vui chân thật Cái vui này tuyệt đối Không phải là cái vui của sự hưởng thụ Ngũ dục lục trần Cái vui của sự hưởng thụ Tài sắc danh thực thì ngũ dục lục trần Cái vui này là cái vui gì Tôi có cái thí dụ đó là gì? Hút thuốc phiện Hút ma túy Là cái vui như vậy Cho bạn một chút sự kích thích Là giả không phải là thật Niềm vui của đoạn ác tu thiện Phá mê khai ngộ Là vĩnh hằng Nó không bị cảnh giới bên ngoài quấy nhiễu Từ bên trong tâm mà sanh ra sự vui sướng Giống như là một dòng suối cuồn cuộn không ngừng chảy vậy thật sự tự tại khoái lạc trong những lúc giảng tôi cũng thường thường nói với các đồng tu người thật sự vui thì không già tại vì sao không già họ ngày ngày quan hỷ họ sao có thể già được chứ Người nữ Trung Quốc nói rất hay Lo buồn khiến người mau già Con người thường hay lo âu Thì rất danh già Người người quan hỷ Thì không dễ gì già Người người quan hỷ Không dễ gì sinh bệnh Học Phật quả thật có thể làm được Đến không già, không bệnh Cuối cùng nói với bạn là không chết bạn nói xem vui biết bao Việc này tự tại biết bao Học dân thế gian Làm không được Trong các tôn giáo Thì một số tôn giáo làm được Nhưng mà không có viên mãn như là Trong Phật Pháp Không được cứu cánh như vậy Mấy tuần trước Có dạy đồng tu đến từ Trung Quốc Đem đến một tấm hình Đưa tôi xem là tấm hình của Pháp Sư Quả Lâm Là một gì là Pháp Sư ở Trường An Cho tôi xem Tôi xem xong vô cùng quan nghỉ Vì Pháp Sư này bao nhiêu tuổi vậy? 141 tuổi Không già Lưng không bị cọc Lưng vẫn còn thẳng Có cách thần tiên Tôi nhìn thấy rất quan nghĩ Tôi nghe nói gì là Pháp Sư này Mấy năm trước đã từng đến Đài Loan để thăm tôi Đúng như lúc đó tôi lại đang ở nước Mỹ Nên không gặp được Ông còn muốn đi đến Singapore Tại Singapore chúng ta thường thường Các vị đều có biết dù là chưa gặp mặt Cũng đều có biết Hứa tiết Người thanh niên 102 tuổi Và vì sao mà không già Tại vì sao cả đời không bị bệnh Bà hứa tiết cả đời chưa từng bị bệnh 102 tuổi mà chưa hề bị bệnh Tâm địa thanh tịnh chân thành từ bi Cuộc sống đơn giản Và một ngày ăn có một bữa Ăn một ít rau xanh Có những lúc chỉ cần ăn một quả táo thì đủ rồi Tại vì sao người bình thường chúng ta thì không đủ hầu hết mọi người ngoài ba bữa ăn còn ăn bữa nhẹ nữa đạo lý gì vậy rất đơn giản cơ thể là một cái máy cái máy muốn vận hành nhất định phải nạp năng lượng vào thức ăn là năng lượng để nạp vào bộ máy của người bình thường chúng ta là máy hao năng lượng bạn không nạp một lượng lớn thì sẽ sanh bệnh thì nó sẽ không thể hoạt động phải nạp một lượng lớn cho nó người tu hành tâm địa thanh tịnh năng lượng vận dụng của họ ít cho nên năng lượng nạp vào đương nhiên cũng ít đại khái năng lượng và cơ thể chúng ta tiêu hao có đến 95% là tiêu hao vì vọng tưởng Bởi vì người tu hành vọng niệm ít Lao tâm lao lực Tiêu hao năng lượng cũng không nhiều Năm xưa khi tôi mới bắt đầu học Phật Cùng lão cư sĩ Lý Bình Nam Lý lão sư giữa ngày ăn một bữa Ngày cũng chỉ mỗi ngày ăn một bữa Khi mà tôi còn theo ngài Tuổi tác lúc đó Ngài cũng gần giống như tôi bây giờ Hơn 70 tuổi rồi Lượng công việc của Ngài Tương đương với lượng công việc của năm người bình thường trở lên Muốn gặp được Ngài nhất định phải đặt hẹn trước thời gian một tuần lễ Bất ngờ bởi đi gặp Ngài thì nhất định là không có thời gian để gặp mặt bạn anh à, rất là ít Tôi ở chỗ này đã trúc ra được một cái kết luận Tiêu hao của thể chất như lao tâm lao lực đều rất ít Vọng niệm tiêu hao mới nhiều Thích ca mâu ni Phật năm xưa còn tại thế Các học trò ở trong tăng đoàn của Ngài Thường thường đi theo Ngài Có đến 1.250 vị những người ấy đều là mỗi ngày ăn một bữa Vọng tưởng ít mà Trên kinh điển nói với chúng ta A-la-hán một tuần lễ mới ăn một bữa Bích Di Phật nửa tháng mới ăn một bữa Chúng ta hiểu được cái đạo lý này Tâm càng thanh tịnh Tiêu hao năng lượng càng ít Thế lực So với lúc bình thường Nhất định cũng không khác Đây là cuộc sống thường ngày Ăn uống ngủ nghỉ đều đơn giản Không cầu người Sinh sống tại thế gian này Bản thân không có gánh nặng Bạn nói xem gì này tự tại biết bao Vui sướng biết bao Đây là được đại tự tại Đây mới là niềm vui chân thật Người thế gian ngày ngày Truy cầu sự hưởng thụ Của ngũ dục lục trần Trong cảm nhận của tôi Thì họ là ngày ngày đang hút thuốc viện Ngày ngày đang chơi ba túy Đó không phải là vui Đó là khổ Lấy khổ làm vui Đây chính là ở trong Phật Pháp nói là Điên đạo, rối loạn cho nên phát tâm bồ đề là vô cùng quan trọng phải phát chân tâm cuộc sống của chúng ta tại thế gian này dùng chân tâm để xử sự đối người tiếp vật nhất định không dùng tâm giả tạo vì người khác lừa gạt ta hãm hại ta thì sao cứ tùy theo họ không nên để ở trong lòng nếu như sợ người khác hãm hại chúng ta mà chúng ta dùng vọng tâm để đối phó họ thì chúng ta đã sai rồi chúng ta vẫn phải tiếp tục mà luân hồi cho nên người xưa thường nói thiệt thòi là phước đây này không sai một chút nào chúng ta trước mắt là đang thiệt thòi phước về sao sẽ vô hạn phước về sao là đắc đạo Chúng ta rốt cuộc là muốn cái nào Không cần nói gì khác Lấy một cái thí dụ đơn giản nhất Ở ngay trước mắt Trước mắt chúng ta chỉ cần chịu thiệt thòi Bằng lòng chịu bị lừa Thọ mạng của chúng ta có thể sống đến 100 tuổi Giả lại còn gì nữa Tuổi tác tuy cao Nhưng không già đây mới là tốt Tuổi lớn rồi còn già nữa thì không tốt rồi Không phải già thì mới tốt Chúng ta muốn trường thọ Chúng ta không muốn già Chúng ta không muốn bệnh Người chịu nhận thiệt thòi Mới có thể được cái quả báo này Người mà không chịu bị thiệt thòi Không được cái quả báo này Thiệt thòi là phước mà Tôi có sự thể hội rất sâu sắc Đối với những thành ngữ của người xưa càng già càng cay Càng già thân thể càng tốt Càng cường tráng Càng già càng có trí huệ Càng già càng có kinh nghiệm Không có hồ đồ Phật dạy cho chúng ta làm như thế nào Chúng ta phải làm thật à, Khẩu nhất định không vọng ngữ người khác lừa gạt ta ta không lừa họ vì sao vậy họ tạo là lục đạo luân hồi họ đi là con đường phạm phu ta đi là con đường bồ tát đạo bồ tát thì quyết định không có cái đạo lý lừa gạt người khác phạm phu có thể lừa gạt người vì sao vậy vì tình vì lý thì có thể tha thứ được vì họ là phạm phu còn ta ngày nay muốn học Bồ Tát Ta vẫn còn cái hành vi của Phạm Phu Vậy là Bồ Tát giả Không phải Bồ Tát thật Nhất định không có vọng ngữ Nhất định không có ác khẩu Ác khẩu là lời thô tục Bắn chửi người khác Nhất định không có lưỡng thiệt Khiêu khích thị phi Nhất định không có ý ngữ Ý ngữ là lời ngon tiếng ngọt Để lừa gạt người Chúng ta phải thật làm thì mới được Trong tâm Thì nhất định không có tự tư tự lợi Nhất định không có danh văn lợi dưỡng Nhất định không có tham sân si mạng Phải đem nó đoạn cho sạch hết Thành tựu chính mình Là đại tự tại Đại quan hỷ ở trên kinh Phật đã nói với chúng ta liền khổ được vui tôi thật sự đã đạt được sau đó sự hứng thú của bạn đối với việc tu học liền tự nhiên sẽ có sâu cạn bạn quan hỷ thì thích học cái pháp môn này cái học vấn này trong thế xuất thế gian không có cách nào có thể so sánh với nó. Trí huệ khai rồi mới có thể giải quyết vấn đề. Bất kỳ chứng bệnh khó trị nào của thế gian đem đến trước mặt bạn thì giải quyết được ngay. Tại vì sao người khác giải quyết không được, họ chưa đoạn phiền não. Tập khí vẫn còn. Trí huệ không phát ra được chỉ trí huệ mới có thể giải quyết vấn đề Trí huệ mới có thể trải qua được Đời sống nhân sanh bậc nhất Cuộc sống hàng bậc nhất này Tuyệt đối không phải như là mọi người đã tưởng tượng Cuộc sống vào hàng bậc nhất Thì giống như cư sĩ hứa triết Ngày ăn một bữa Là một cuộc sống bậc nhất Mỗi ngày chỉ ăn một ít rau xanh các thứ muối dầu đường bà đều không ăn là một cuộc sống bậc nhất cuộc sống khỏe mạnh nhất cuộc sống vui sướng nhất tất cả mọi thứ ở thế gian này không có chút mê hoặc nào ảnh hưởng đối với bà trong phật pháp gọi là giải thoát đây mới thật sự là giải thoát Thật sự là được tự tại Bồ đề tâm được xây dựng từ chỗ này Bồ đề là âm dịch tiếng vạn ngày xưa Ý nghĩa của nó là giác ngộ Chân thật giác ngộ Lúc trước chúng ta thật sự là đã sai Bây giờ phải đem nó cải chính trở lại Lúc mới bắt đầu cải chính thì có khó khăn nhất định. Sự khó khăn này cần thiết phải có dũng khí, phải có quyết tâm, có nghị lực để đột phá nó. Vì sao con đường này càng ngày càng thuận lợi, càng ngày càng dễ dàng? Mới đầu thì khó Các vị đọc Liễu phàm Tứ Huấn Liễu Phạm Tiên Sinh Đoạn ác tu thiện Phát nguyện làm ba ngàn việc thiện Mười năm mới hoàn thành Bắt đầu thì khó Càng gì sao càng dễ dàng Tôi trong quá trình tu học của chính mình Cũng khó khăn khi bắt đầu lão sư dạy tôi nhìn thấu buông bỏ tôi hiểu bước đầu làm cho được nhìn thấu buông bỏ làm cho được mức thấp nhất mà lão sư yêu cầu tôi mất sáu năm không có sáu năm nhẫn nại không có cái nghị lực này thì bạn không thể thành tựu, thì bạn sẽ bị đào thải. Ở trên giảng đài giảng kinh, thuyết pháp tôi từng nói qua với các đồng tu, tôi đã giữ quy củ của thầy trong 10 năm. Bạn phải có sự nhẫn nại này bạn mới có thể xây dựng được cái nền tảng chắc chắn không thể lay chuyển không có cái nền tảng kiên định như vậy thì phát triển sẽ khó nền móng càng sâu thì sức phát triển càng lớn trước đây ngay trong thời cận đại Đáng để làm tấm gương cho chúng ta Nhất là Ấn quan Đại sư Ấn quan Đại sư Đến năm 70 tuổi mới bước ra ngoài Ngày đã tích lũy vô cùng sâu dày Trước năm 70 tuổi thì Im hơi lặng tiếng Tự mình khổ tu Sau này mới được người ta biết đến Người trên thực tế Hoàng Pháp lợi danh Chỉ có 10 năm 80 tuổi thì viên tịch Nhưng mà ngày trong 10 năm Hoàng Pháp này Còn hơn cả 50 năm Hoàng Pháp So với những Pháp Sư khác Việc này ảnh hưởng biết bao nhiêu Tại vì sao có sự ảnh hưởng lớn đến như vậy Tích lũy sau vậy Cho đó Càng là người có thành tựu lớn Nền móng của họ càng sâu Căn bản của họ càng dày Đây là đạo lý nhất định Cho nên các đồng tu dạng nhất Không nên rơi vào trong danh văn lợi dưỡng vậy là xong rồi còn trẻ mà nổi tiếng thì không phải là việc tốt rất nhiều ngạn ngữ của người xưa trung quốc có cái học vấn rất sâu có đạo lý rất sâu ngạn ngữ thường nói Người sợ nổi tiếng Heo sợ mập Bạn cho rằng nổi tiếng có phải là việc tốt không? Cây càng to càng chịu gió Quan gia trái chủ Người gây phiền phức cho bạn Đều kéo nhau đến Tập trung bên cạnh bạn Để đố kỵ chướng ngại nếu bạn không có đức thật sự lớn thì bạn chống đỡ không nổi chướng nạn này. Luôn luôn bị chống đối, phá hoại. Xưa nay trong và ngoài nước những thí dụ này thì rất nhiều. Cho nên muốn chân thật thành tựu trong Phật pháp, thành tựu trong hoàn pháp lợi sanh, việc đầu tiên là phải đoạn dứt danh văn lợi dưỡng một chút cũng không chiếm lấy có thể duy trì được cả một đời vậy thì thành tựu của bạn là cứu cánh viên mãn thế tôn trên kinh thập thiện nghiệp đạo đã có dạy chúng ta ngày đêm thường niệm thiện pháp ngày đêm nghĩa là không gián đoạn thường niệm là tâm thiện tư duy thiện pháp tư duy nghĩa là tư tưởng thiện quan sát thiện pháp là hành vi thiện như vậy mới có thể làm đến thuần thiện lìa vọng tưởng phân biệt chấp trước mới làm đến thuần tịnh thuần tịnh thuần thiện chính là phát bồ đề tâm sau đó nhất hướng chuyên niệm a di đà phật a di đà phật là cái danh hiệu là danh hiệu gì là danh hiệu của chân tâm bổn tánh của chúng ta không phải của người khác bốn chữ a di đà phật là tiếng phạn nếu như dịch thành ý nghĩa của trung quốc a dịch là vô di đà dịch là lượng phật dịch là giác dịch là trí từ trên ý nghĩa mà dịch là vô lượng trí huệ vô lượng giác ngộ vô lượng trí huệ vô lượng giác ngộ là vốn sẵn có đầy đủ trong chân tâm tự tánh của chúng ta không phải từ bên ngoài vào chúng ta sẽ hỏi trí huệ vô lượng của ta đức năng vô lượng thì nó như thế nào chính là trên bộ kinh này đã nói trên kinh đã nói ra cốt lõi của vấn đề chỉ đưa ra vài cái để thí dụ mà thôi không phải giảng kỹ giảng kỹ sẽ giảng không hết vì vậy nhất hướng chuyên niệm nhất hướng là một cái phương hướng chính là chúng ta thường nói nhất môn thâm nhập Chuyên niệm chính là trường kỳ huân tu Cho nên bộ kinh này là gì? Bộ kinh này là chân tâm của chúng ta Là trong bổn tánh của chúng ta vốn là đầy đủ đạo lý Phương pháp cảnh giới Không phải là từ ngoài vào Cho nên Thích ca mâu Ni Phật Nói Ngài không hề nói Pháp một câu nào đạo lý ở chỗ này chúng ta hôm nay ở tại đây có đồng tu xuất gia thế nào là xuất gia thực tại mà nói xuất gia chính là chọn cái ngành nghề này của thích ca mâu ni phật cái ngành nghề này là ngành nghề gì dùng lời nói hiện đại mà nói là ngành nghề giáo dục xã hội đa nguyên văn hóa hiện tại trong xã hội có rất nhiều rất nhiều người đến nhìn sai đối với cái ngành nghề này của chúng ta cho rằng chúng ta là tôn giáo sự thật thì thế nào sự thật thì thực sự đã biến thành tôn giáo phật giáo đã biến chất Thích Ca Mâu Ni Phật nhìn thấy cũng sẽ rơi nước mắt vốn là giáo dục Hiện tại biến thành tôn giáo Cho nên Chúng ta phát tâm Làm học trò của Phật Chúng ta có trách nhiệm Có nghĩa vụ Làm một công việc chính danh Khổng lão phu tử nói Danh bất chính tác ngôn bất thuận Chúng ta phải nói rõ với thế giới Xã hội đại chúng Phật giáo Là nền giáo dục của Thích Ca Mâu Ni Phật Là giáo học của Thích Ca Mâu Ni Phật Nội dung việc dạy học của Ngài là gì? là nói rõ chân tướng của vũ trụ nhân sanh tuyệt chẳng thêm một chút nào cái ý của mình vào trong đó bạn hiểu được chân tướng vũ trụ nhân sanh thì sinh hoạt của bạn mới hồi phục lại bình thường sống ở thế gian phải vui vẻ phải tự tại con người ở thế gian này Sống rất giản như vậy Thì đã sai rồi Phải sống cho được vui vẻ Vì vậy Người thổ dân ở Úc Châu đều nói Họ nói rằng mục đích của cuộc sống là vui vẻ Ý nghĩa của cuộc sống là chung sống hòa thuận với tất cả chúng sanh Tôi rất thích hai câu nói này của họ Sau khi hiểu được chân tướng vũ trụ nhân sanh Cuộc sống của bạn liền vui vẻ Bạn biết được Giữa người và người với nhau là quan hệ gì? Người và dạng vật Tự nhiên là quan hệ gì? Người và thiên địa quỷ thần là quan hệ gì? Thiên địa quỷ thần thì mọi người chúng ta Thường hay nói cũng chính là khoa học gia hiện tại đã nói con người già sinh vật không cùng không gian duy thứ có quan hệ gì chúng ta đều đã rõ ràng đều đã minh bạch rồi thì xử sự, sự đối người tiếp vật đây mới hồi phục lại bình thường bình thường đây chính là cuộc sống của phật bồ tát Đối đãi tất cả chúng sanh quyết định là chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Trong cuộc sống thường ngày quyết định là nhìn thấu, buông bỏ. Nhìn thấu là hiểu rõ. Không có điều gì không hiểu rõ. Buông bỏ là buông bỏ tự tư tự lợi, quyết định không có tự tư tự lợi, quyết định không có tham sân si mạng. Quyết định không có thị phi nhân ngã, tất cả những gì làm ra quyết định là lợi ích chúng sanh, lợi ích xã hội. Chân thật làm được quên mình vì người. Trải qua một cuộc sống bình thường Trong một đời Đừng nói là thân khẩu không tạo ác nghiệp Mà đến một ác niệm cũng không được khởi Bạn nói xem con người này Vui sướng tự tại biết bao nhiêu Đại tự tại là từ cái chỗ này mà có được Chỗ này chính là Vô lượng trí huệ Vô lượng đức năng Vô lượng giác ngộ Đây gọi là A-di-đà Phật Cho nên bộ kinh này Tên của bộ kinh là Kinh A-di-đà Phật Người xưa thì gọi là Kinh Đại A-di-đà Kinh Vô Lượng Thọ gọi thành Kinh Đại A-di-đà còn có một quyển tiểu bổn là Kinh A-di-đà Tiểu Kinh A-di-đà Chư Đại Đức thời Tùy Đường Vô cùng có trí huệ Họ ở trên hai bộ kinh này Đã đem cả Kinh Hoa Nghiêm vào trong Gọi Kinh Hoa Nghiêm là Kinh Đại A-di-đà Gọi Kinh Vô Lượng Thọ là Trung Bổn Kinh A-di-đà cho nên kinh a di đà có ba bổn là đại trung tiểu đại bổn thì nói tỉ mỉ có thể nói đối với toàn cả xã hội chúng ta mọi mặt trong cuộc sống của chúng ta đều đã nói đến có những lý luận vô cùng xuất sắc có những phương pháp vô cùng tỉ mỉ khiến chúng ta hồi phục lại thiên chân hồi phục lại tự nhiên người hiện tại thì gọi là trở về nguyên trạng hồi quy tự nhiên được đại tự tại